Thông báo tiếp theo thơ mời tham dự lễ thượng kỳ và niệm hương chiến sĩ Việt Mỹ nhân ngày quốc hận 30 tháng 4 tại Tượng Đài và đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do. Buổi lễ sẽ được tổ chức tại địa điểm Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ tại Arlington Veterans Park, 3600 West Arkansas Lane, Arlington, Texas 76016. Thời gian 12 giờ trưa ngày Chủ nhật 1 tháng 5 2016. Nhằm mục đích tạo điều kiện đồng hương Dallas cùng tham dự ngày lễ tưởng niệm nói trên, quý đồng hương cần phương tiện di chuyển xin liên lạc với chúng tôi kể từ ngày phổ biến thông báo này đến ngày 29 tháng 4 2016. Xin liên lạc ông Thái Hóa Lộc, điện thoại 469-878-9969. Chúng tôi mong được tiếp đón quý đồng hương để buổi lễ trọn vẹn và ý nghĩa. Xe buýt sẽ khởi hành lúc 10 giờ 30 sáng ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 5 2016 tại Cali, Sài Gòn Mall. Thông báo này thay thế thông báo trước đây vì ngày 30 tháng 4 2016 dự báo thời tiết xấu, có mưa đá. Trân trọng, kính mời.